Chiều nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo về công tác chuẩn bị đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ thêm các dạng trắc nghiệm mới để hạn chế các nhược điểm của dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn và để thuận lợi hơn trong việc đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, thí sinh thi hai môn bắt buộc là ngữ văn, toán và hai môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 là ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Trong đó, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Nội dung thi bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cấu trúc đề thi mới vẫn giữ nguyên 40 lệnh hỏi ở hầu hết các môn, nhưng giảm được số tờ giấy thi so với các đề hiện nay. Các môn chỉ tối đa 4 trang giấy A4 nên đề thi trình bày đủ trên một tờ giấy A3, từ đó giảm bớt được khối lượng công việc, giảm bớt rủi ro in sao, ghép tờ đề thi để đảm bảo thuận lợi. Kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp và làm một trong những cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục, cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh. Phương thức xét công nhận tốt nghiệp kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên lề hội thảo công tác đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, phóng viên VTC1 đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo xung quanh điểm mới của đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, cũng như những lưu ý tới giáo viên và học sinh xung quanh đề thi của kỳ thi này. Trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa ông, đâu sẽ là những cái điểm mới của đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018? Thứ nhất là chúng ta đã sử dụng cái cấu trúc và định dạng mới cho cái kỳ thi này. Và cái điểm thứ hai thì đây là năm đầu tiên mà chúng ta thực hiện tổ chức thi theo cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 thay cho chương trình giáo dục phổ thông 2006. Và trong đó thì cái yêu cầu về kiểm tra đánh giá, về đánh giá năng lực của người học là được đặt lên hàng đầu. Vâng, thưa ông, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì có khẳng định rằng là đề thi kỳ thi tốt nghiệp 2025 có sự phát huy trí tuệ toàn ngành và có tính mở. Vậy ông có thể giải thích cái tính mở ở đây như thế nào trong thư viện ngân hàng câu hỏi hay không ạ? Thay vì các cái công tác xây dựng ngân hàng đề thi mà đóng kín, từ khâu đầu tiên đó là cái khâu mà soạn đề đề xuất cho đến cái khâu mà đã đề câu hỏi thi đã hoàn thiện trong ngân hàng tuyệt đối bí mật, thì bây giờ là trên một cái tinh thần là phát huy cái sức mạnh của toàn ngành. Những cái câu hỏi hay, những cái bài thi tốt mà cũng đã được các cái địa phương mà có cái kết quả thử nghiệm rồi thì sẽ được lựa chọn vào thư viện. Giáo viên và học sinh hoàn toàn có thể là tìm hiểu những cái đề thi rồi những cái bài tham khảo ở các cái địa phương khác nhau. Chỉ những cái câu hỏi nào mà đạt cái chất lượng tốt qua cái phân tích theo cái lý thuyết khảo thí thì mới được lựa chọn vào cái thư viện này. Và dĩ nhiên từ thư viện mà cho đến đề thi thì còn phải là một quá trình nữa. Khi ấy cũng sẽ phải thực hiện thêm các cái khâu mà đã có cái quy trình chuẩn mà như chúng tôi đã thực hiện nhiều năm nay. Vâng, thưa ông, ở thời điểm này thì giáo viên và học sinh lớp 11 sẽ là những cái lứa thí sinh đầu tiên sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên thì các em vẫn có tới 9 năm học theo chương trình giáo dục phổ thông cũ. Vậy thì các em sẽ cần có những cái lời khuyên như thế nào để có thể phù hợp với kỳ thi này? Thì chúng tôi cũng đã tính toán một cái việc là rất quan trọng, là cái tính kế thừa sao cho các em không bỡ ngỡ đối với cái bài thi theo cái định dạng mới, cũng như là giáo viên trong cái quá trình ôn tập thì các thầy cô cũng không phải thay đổi là quá nhiều. Như trong cái cấu trúc thì cũng là có những cái phần định dạng như hiện hành. Và thứ hai nữa là cái quá trình mà giảng dạy của các thầy cô thì nội dung thi thì liên quan mật thiết tới là các cái yêu cầu cần đạt.
Và cái điều này thì chúng ta đã thực hiện trong cả một cái thời gian dài vừa qua. Chỉ cần là các em học tốt, học kỹ, đủ để các thầy cô theo những cái nội dung, kiến thức mà các thầy cô đã giảng dạy ở trên lớp. Cuối cùng thưa ông có thể chia sẻ về tính phân hóa của đề thi kỳ thi này để giúp các trường đại học, kể cả các cái trường đại học top đầu có thể tuyển sinh chất lượng. Đối với cái kỳ thi tốt nghiệp 2025 thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và cũng tập trung sao cho là cái chất lượng của đề thi có cái tính phân hóa cao hơn nữa. Và một trong những cái thể hiện cơ bản mà chúng ta có thể nhìn thấy về mặt kỹ thuật bên ngoài đấy chính là đã đưa các cái định dạng mới, hai loại định dạng mới đã phục vụ cho mục tiêu này. Và với các cái kết quả thử nghiệm ban đầu thì cũng đã xác nhận cái điều đó. Vâng, và một lần nữa trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn đài truyền hình VTC. Là một trong những địa phương tiên phong trong việc thực hiện xét tuyển vào lớp 10 cho học sinh có chứng chỉ IELTS cùng với tiêu chí kết quả học tập 4 năm học cấp trung học cơ sở. Từ năm 2021, Nghệ An đã tuyển thẳng học sinh có điểm IELTS đạt 6.0 vào trường trung học phổ thông công lập có lớp tiếng Anh tăng cường và 7.0 trở lên đối với trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Chính vì thế, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, thì đã có rất nhiều các ý kiến trái chiều của các bậc phụ huynh và cả các em học sinh lẫn các giáo viên. Là học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Hưng Dũng, thành phố Vinh, năm nay em Nguyễn Việt Nam có nguyện vọng thi tuyển vào trường trung học cơ sở chuyên Phan Bội Châu. Để có chứng chỉ IELTS đạt chuẩn theo quy định, hai năm nay Nam đã tập trung đầu tư học tiếng Anh để thi lấy chứng chỉ này và điểm thi thử gần đây nhất đạt 6.5. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn khiến em rất hụt hẫng và tiếc nuối. Đây cũng là tâm lý chung của nhiều học sinh. Em cảm thấy có một phần hơi tiếc vì bọn em đã đầu tư, còn nói chung là khá là nhiều vào phần học chứng chỉ IELTS, và có một phần là ở trên trường bọn em cũng có một lớp học phải tăng cường cùng học chứng chỉ IELTS chuẩn, nên là đa số học sinh thì sẽ thấy hơi tiếc vì em thấy quyết định của Bộ có thời gian hơi ngắn và hơi nhanh. Lần gần đây thì nhất là em có 6.5 hiểu. Cháu thấy khá là đột ngột do về thời gian cháu, thời gian và công sức của cháu bỏ ra trong 2 năm. Cháu nghĩ là Bộ Giáo dục nên xem xét và thử nghiệm cái khác cho những năm tiếp theo. Việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS đối với lớp 10 đột ngột đã có rất nhiều ý kiến trái chiều từ học sinh, phụ huynh cũng như nhà trường. Nhiều ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có lộ trình hoặc cần ban hành sớm hơn để phụ huynh học sinh có định hướng phù hợp. Bởi có nhiều gia đình học sinh đã đầu tư khá nhiều về tài chính cũng như thời gian cho con em mình về môn học này. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc dừng tuyển thẳng là đúng, đảm bảo tính công bằng. Về bản thân nhà trường thì cũng thấy là ở cái thời điểm này thì cũng sẽ gây ra cái hụt hẫng cho đa số phụ huynh và học sinh đang tập trung về theo cái hướng đó, bởi vì các cháu cũng đã đổ ra rất nhiều công sức để học IELTS, chứng chỉ IELTS cũng như là để thi đạt được cái kết quả học sinh giỏi. Mong là cái lộ trình này có cái dài hơi hơn để phụ huynh cũng như học sinh của nhà trường có cái sự chuẩn bị về tâm lý phù hợp, bởi vì là sẽ công bằng với những bạn mà không có IELTS, đúng anh? Bởi vì mỗi bạn là có một cái lợi thế, có bạn thì có lợi thế với tiếng Anh thì có IELTS, nhưng mà có những bạn lại không có cái năng khiếu ngoại ngữ thì những cái bạn đó thì lại có năng khiếu đặc biệt là toán hoặc tiếng Văn, đúng không? Thì em thấy là thay đổi cái quy chế này là hợp lý. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra chủ trương là nhằm tránh tình trạng học sinh quá tập trung sàn chứng chỉ dẫn đến sự phát triển thiên lệch bộ môn học. Tuy nhiên, không riêng ở Nghệ An mà nhiều tỉnh thành khác, học sinh các cấp đều đã có cả quá trình đầu tư học tiếng Anh để có thể tham gia tuyển thẳng, đang cảm thấy rất hụt hẫng khi không có lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây cũng là sự tiếc nuối của nhiều phụ huynh, bởi họ đã đầu tư học tiếng Anh bài bản cho con em mình lâu nay để tự tin tuyển thẳng, không phải qua thi cử.
Thưa quý vị và các bạn, mùa tuyển sinh năm 2023 có đến hơn 100 trường đại học sử dụng chứng chỉ IELTS để tuyển sinh. Năm nay, con số này vẫn đang có dấu hiệu tăng thêm. Không chỉ phục vụ cho mục tiêu du học, việc nhiều trường đại học, nhất là các trường top đầu đã và đang sử dụng IELTS như một điều kiện ưu tiên để xét tuyển, đã khiến thí sinh và các bậc phụ huynh đổ xô đi luyện và thi, dù chi phí không hề rẻ. Với nhiều thí sinh, dù giá trị của chứng chỉ này chỉ có trong vòng 2 năm thôi, nhưng IELTS lại là giấy thông hành cần thiết, nhất là với việc thí sinh muốn gia tăng cơ hội vào các trường đại học, du học và sang học bổng. Ghi nhận về thực trạng này tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 14 tháng 3 tới đây, Ngọc Diệp sẽ bước vào phần thi nói kỳ thi IELTS. Để chuẩn bị cho đợt thi này, cả em và gia đình đã có sự chuẩn bị từ hơn 2 năm trước. 6.0 là mục tiêu tối thiểu mà Diệp phải đạt được để có cơ hội vào ngành kỹ thuật xây dựng của trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều học sinh dù năm nay chưa tham gia tuyển sinh đại học nhưng đã cầm chắc trong tay chứng chỉ IELTS 8.0. Cái chương trình học đó là liên kết với lại trường đại học ở bên Úc đó. Tức là học 2 năm ở bên này, 2 năm ở bên Úc. Thì em muốn, thì để vô được cái chương trình đó thì mình phải có cái bằng IELTS từ 6 chấm trở lên thì mình mới được nhập học. Hồi trước em từng thi IELTS một lần rồi, nhưng mà nó chỉ có 5.5, nên là bây giờ em thi thêm một lần nữa. Bạn em phần lớn là nửa lớp luôn đã từng thi IELTS và muốn cho cái đó là điểm cộng, như là để cộng lên đại học luôn. Cái bằng IELTS thì cũng chỉ có thể giúp em là miễn thi cái môn tiếng Anh nhưng mà, và vẫn còn phải thi những môn khác, nhưng mà em nghĩ là cái bằng này cũng sẽ cho em tự tin thêm một xíu khi em thi những môn khác. IELTS là một cái kỳ thi quốc tế rất là uy tín và sẽ và thiết thực để cho các bé tốt nghiệp cấp 3 và vào đại học hoặc là du học. Tôi còn một bé năm nay đang học lớp 10 trường Lê Quý Đôn và một bé năm nay học lớp 4. Các bé tiếng Anh thì cũng khá vững vàng, thành ra tôi dự định là bắt đầu lớp 11 thì sẽ chuẩn bị cho bé học và thi. Đại diện trung tâm này cho biết lượng thí sinh phụ huynh có nhu cầu học và luyện thi IELTS tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay rất lớn, đặc biệt là trước mỗi mùa tuyển sinh đại học cao đẳng hàng năm. Để đáp ứng nhu cầu, trung tâm phải linh động nhiều giải pháp, từ cách thức đăng ký đến bố trí lịch thi hàng tuần, hàng ngày, tạo điều kiện tối đa cho thí sinh lẫn phụ huynh. Để mang đến cái sự linh hoạt cho các bạn thí sinh trong việc là lựa chọn những cái ngày thi của mình, thì đối với cái hình thức thi ở trên máy tính, chúng tôi tổ chức các cái buổi thi từ thứ hai cho tới chủ nhật, lên đến 3 ca thi, ca sáng này, ca chiều và ca tối, hay là với bài thi ở trên giấy thì chúng tôi cũng đưa ra thêm nhiều những cái ngày thi hơn nữa so với cái dự định ban đầu, thì từ đó các bạn thí sinh sẽ có thêm nhiều cái sự lựa chọn, đặc biệt là trong cái mùa cao điểm khi mà các bạn cần thêm những cái sự tăng cường về lựa chọn ngày thi, thì như vậy là các bạn sẽ có cái sự lựa chọn rất là đa dạng. Hàng năm tại trung tâm, sau Tết là thời gian cao điểm học sinh luyện thi IELTS, đặc biệt là hoàn thành khóa học sớm để có chứng chỉ này từ năm lớp 11. Đây là sự lựa chọn vững vàng để lớp 12 các em tập trung thi tốt nghiệp, chuẩn bị chọn trường, chọn ngành, phù hợp với năng lực và tài chính. So với các chứng chỉ quốc tế như SAT, TOEIC, TOEFL, chứng chỉ IELTS có giá trị sử dụng phổ biến hơn hẳn. Khi học sinh có chứng chỉ này sẽ được miễn thi tốt nghiệp môn tiếng Anh, được một số trường đại học sử dụng để tuyển sinh hoặc cộng điểm, cơ hội du học rộng mở hơn. Theo báo cáo của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia công bố cuối năm 2023, sau 5 năm, từ năm 2018, tỷ lệ học sinh, sinh viên từ 16 đến 22 tuổi trong tổng số người thi IELTS tăng lên 62%. Tính riêng nhóm từ 16 đến 18 tuổi chiếm 30%, tăng 20 lần so với năm 2018. Vâng, trong khi nhiều ý kiến cho rằng tuyển sinh lớp 10 bằng chứng chỉ IELTS dễ tạo nên sự bất bình đẳng vì không phải gia đình nào cũng đủ có điều kiện để cho con em mình theo học. Thì đối với việc tuyển sinh đại học, nhiều trường họ lại ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có IELTS. Hiện đã có khoảng 43 trường đại học thông báo là ưu tiên xét tuyển đại học thí sinh có chứng chỉ IELTS. Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết thí sinh có chứng chỉ IELTS chỉ đăng ký được vào trường ở các ngành như kinh tế, quản lý hay ngoại ngữ. Còn muốn đăng ký vào các ngành kỹ thuật thì cần các chứng chỉ quốc tế khác như SAT. Theo nhà trường, sinh viên khi ra trường cần có chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, nên trong quá trình tuyển sinh, nhà trường ưu tiên cộng điểm thưởng cho các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ.
Ví dụ như xét tuyển tài năng mà bạn vừa có chứng chỉ SAT, vừa có IELTS thì bạn vẫn dùng chứng chỉ SAT để xét tuyển vào các cái ngành khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên nếu em có IELTS thì em sẽ có thêm một số điểm thừa cộng vào với lại cái điểm IELTS để xét tuyển. Đấy, còn lại ví dụ như là bạn thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà bạn cũng có chứng chỉ ngoại ngữ quốc thực tế chẳng hạn, thì bạn có quyền là quy đổi cái chứng chỉ quốc ngoại ngữ quốc tế đấy ra cái điểm môn tiếng Anh để gộp vào với lại hai cái môn học khác để tạo thành một tổ hợp xét tuyển. Và tương tự như vậy với cái phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy thì em cũng được cộng cái phần điểm thưởng đó để vào trong cái điểm thi đánh giá tư duy để xét tuyển. Tại trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội từ nhiều năm nay, bên cạnh các phương thức như xét tuyển thẳng, kết quả thi đánh giá năng lực, xét tuyển kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhà trường còn xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế như A-Level, SAT, ACT, IELTS. Nhà trường quy đổi thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.5 tương đương 8,5 điểm và IELTS 6.0 tương đương 9 điểm. Trường Quản trị và Kinh doanh đã dự kiến đối với phương thức này là cũng sẽ giữ ổn định như năm ngoái, tức là điều kiện gọi là điều kiện sàn ấy, đối với các thí sinh nộp hồ sơ sẽ là IELTS 5.5 trở lên và có học bạ 3 năm loại giỏi, và tất nhiên là phải kèm theo cái điều kiện cũng như là đặc trưng của trường Quản trị và Kinh doanh, đấy là phỏng vấn cũng như là xét cái chỉ số thông minh cảm xúc EQ. Hiện nhiều trường đại học sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp sử dụng chứng chỉ IELTS cùng với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay xét điểm học bạ hoặc kết hợp xét điểm các kỳ thi đánh giá năng lực. Đây cũng sẽ là xu hướng tuyển sinh trong những năm tới. Cái xu hướng này nó là ở thế giới là đương nhiên, thực ra dần dần nó sẽ trở thành một, có thể là một điều kiện bắt buộc, tại vì là các bạn ý trong cái quá trình hội nhập quốc tế hóa như hiện nay thì tiếng Anh sẽ trở thành một cái điều kiện tiên quyết, nhất là Việt Nam có thể dần dần sẽ hướng đến dùng tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai chẳng hạn. Ở bậc đại học thì mình nghĩ rằng là ngôn ngữ là một cái công cụ rất là mạnh, và những sinh viên mà có những cái thế mạnh về ngoại ngữ thì không những các bạn ấy giúp các bạn ấy có cơ hội học tập tốt hơn trong quá trình học tập mà sẽ giúp các bạn ấy có nhiều lợi thế khi ra trường. Sau khi ra trường thì các bạn phải tham gia vào thị trường lao động, đặc biệt là thị trường lao động quốc tế hiện nay. Do vậy nếu như bạn nào mà có những cái thế mạnh riêng về từng ngoại ngữ thì chắc chắn các em sẽ có cái cơ hội cạnh tranh rất là tốt trong lĩnh vực đó. Thế rồi đầu tư vào học ngoại ngữ, bởi vì trường chúng ta ngày càng hội nhập quốc tế, đặc biệt trong những năm tới, thì cái công cụ ngoại ngữ thứ hai đấy thì chắc chắn là sẽ sử dụng được các em sử dụng một cách hiệu quả, không chỉ phục vụ cho bản thân đâu mà cả xã hội nữa. Hiện đã có 43 trường đại học thông báo ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS. Các trường thường xét tuyển kết hợp với các thí sinh có chứng chỉ đạt IELTS 5.0 trở lên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của tiết mục Chuyện trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.